Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các mẫu xe đạp địa hình Shinta Xia. Thì đã rất lâu rồi em mới về được một chiếc xe đạp vành đúc. Đây là một chiếc xe dáng địa hình, sử dụng bộ chuyển động Shimano Tut và giảm sóc và giảm sóc hơi. Đấy, vành bộ vành đúc nhôm nguyên khối. Rất là đẹp. Model Winner 7007 của Shinta Xia. Hôm nay về một chiếc xe màu trắng đen và những cái chi tiết này màu xanh dương, cực kỳ là thể thao. Các bạn nhìn trên hình đây, rất là đẹp, sơn si nó còn tương đối mới các bác nhé, rất là bóng bẩy, thì con là đã qua quá trình sử dụng. Và xe bãi nên nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm không thể là tránh khỏi. Đi vào bộ cấu hình thì xe được sử dụng bộ Shimano Atut với 9 tầng đít và 3 tầng đĩa, đùi đạp là đùi trục rỗng, bê đan bi vòng. Trên phần ghi đông cũng được trang bị tay bấm xả Shimano Atut và bộ phanh dầu của Shimano. Và kèm theo giảm sóc hơi các bác nhé. Sóc hơi rất là đẹp. Thì vành của chiếc xe là bộ vành đúc nhôm đúc các bác nhé, vành nhôm đúc này. Nó như là bi vòng bạc đạn hết luôn. Trước sau kể cả là bánh trước này, các bác nhìn những cái mayo này rất là đẹp đối với bộ côn. Đấy, cũng chạy bằng bạc đạn luôn các bác nhé, đi vòng bạc đạn luôn. Đấy, không có khối lổ, chỉ là bánh bạc đạn bình thường thôi. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Sẽ đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 53 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến 72-73, đi là phù hợp. Bộ chuyển động Shimano Atut full với 9 tầng lip, 3 tầng đĩa, cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Các bác nhìn cái hiệu ứng vành này, cực kỳ đẹp. Hiệu ứng vành của xe này rất là đẹp. Thì chiếc xe này bán bên em mức giá chỉ có 7.900.000. Đấy, một cái mức giá rất là rẻ cho một chiếc xe đạp cấu hình nó cũng rất là ngon trong cái tầm giá này. Giảm sóc hơi rồi thì phanh dầu Shimano này, còn được cặp vành đúc, vành nhôm đúc này. 7.900.000. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đang lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video. Hẹn gặp lại các bác những video lần sau.